Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã tổ chức chương trình giao lưu với các hội viên, đã cùng chung tay góp sức quảng bá thương hiệu Hoa Đà Lạt vươn xa đến mọi miền đất nước nhân sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự. Với chủ đề Hoa Đà Lạt và những người bạn, 200 doanh nghiệp là hội viên, là khách mời trong và ngoài nước có dịp được gặp gỡ giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc trồng và quảng bá các sản phẩm về hoa. Thông qua chương trình, Hiệp hội Hoa Đà Lạt còn tri ân những hội viên có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng hiệp hội, tri ân các ban ngành đã cùng hiệp hội quảng bá thương hiệu hoa, người trồng hoa đến với du khách. Trong khuôn khổ của Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, Hiệp hội Hoa đã thực hiện không gian hoa, giới thiệu những giống hoa mới tại công viên Xuân Hương, tổ chức phiên chợ rau và hoa, khu du lịch, các nông trại rau hoa, tổ chức các mô hình tham quan nông nghiệp trồng hoa hiệu quả để giao lưu kết nối. Cũng tại đêm giao lưu, Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã kết nạp thêm 53 hội viên mới chuyên về giống hoa, bao bì, phân bón. Trong đó có 8 chuyên gia cắm hoa nổi tiếng. Việc xây dựng tăng thêm lực lượng hội viên mới để nhằm quảng bá các sản phẩm hoa đặc trưng của Đà Lạt và những giống hoa mới, từ đó kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ hoa bền vững.